Thưa quý vị và các bạn, cùng với tập trung hoàn thành các tiêu chí để đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Phù Cử đang tích cực đầu tư xây dựng các tuyến đường đủ tiêu chí để tham gia cuộc thi Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Đây là tuyến đường của thôn Hà Linh, xã Đỉnh Cao, vốn trước đây gồ ghề khó đi. Bằng sự đầu tư kinh phí của huyện, xã và nhân dân đóng góp, tuyến đường này đã được mở rộng. Người dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp để làm các chậu trồng hoa ven đường và tích cực vệ sinh môi trường. Ủy ban xã đã xây dựng kế hoạch giao và chỉ đạo cho thôn đăng ký xây dựng các tuyến đường để thi cái tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó là tập trung là đầu tư để cái trồng tuyến đường hoa. Ngay trên địa bàn xã thì hiện tại bây giờ đã có thôn Hà Linh. Là trong cuối năm 2021 thì sự vận động của nhân dân và xã hội hóa của các người con quê hương thì đã đầu tư xây dựng một tuyến đường hoa. Triển khai quyết định số 163 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc thi Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, huyện Phù Cử đã xây dựng kế hoạch để thực hiện, trong đó đã xây dựng kinh phí hỗ trợ trên 1 tỷ đồng giải thưởng cuộc thi. Đồng thời lựa chọn các tuyến đường đủ điều kiện và đạt các tiêu chí để tham gia cấp tỉnh ở các xã như Đỉnh Cao, Đoàn Đào, Tống Phan. Đặc biệt trong dịp phát động Tết trồng cây năm nay, cùng với trồng cây bóng mát, huyện đã tập trung vận động các ngành, đoàn thể và nhân dân trồng hoa ven đường. Cái điểm nhấn của việc trồng cây nhân dân năm 2022 là chúng tôi tập trung vào các tuyến đường giao thông nông thôn kiểu mẫu để xây dựng những cái tuyến đường xanh sạch đẹp, góp phần nâng cao đời sống của người dân nông thôn. Và cái điểm thứ hai nữa là cái việc trồng cây nhân dân này sẽ góp phần vào xây dựng, thực hiện cái đề án xây dựng huyện Phù Cử trở thành huyện nông thôn kiểu mẫu. Cùng với đó, các xã cũng đang tích cực tập trung đầu tư cho các tuyến đường để hoàn thành tiêu chí sáng, xanh, sạch và đẹp. Xây dựng tuyến đường kiểu mẫu ở Phù Cử đang khởi nguồn cho việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở mỗi người dân. Tham gia xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, mỗi người dân, hộ gia đình đều có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, xây dựng làng quê đáng sống, tăng cường mối đoàn kết của nhân dân trong thôn, xóm.